Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tập cuối là bao nhiêu? Cái kết sẽ ra sao? Trước những rối rắm mà trước nay khán giả càng xem càng thấy cuộc đời vẫn tệ sao, thì chốt hạ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ kết thúc ở tập 45. Sẽ còn rất nhiều câu chuyện phải giải quyết cho thỏa đáng để có một cái kết đẹp sao cho đúng nghĩa. Những kẻ bất nhân, bất nghĩa, phường dối trá sẽ phải trả giá ra sao? Thằng con, thằng chồng chết trôi sơn sẽ phải nhận quả báo như thế nào sau khi bỏ mẹ, bỏ vợ để chạy theo đồng tiền? Rồi hắn có bị Yến tống cổ ra khỏi nhà để rồi quay lại về tìm bà Tình và Luyến cầu xin tha thứ? Rồi hai lão cao nhân hãm bố mẹ đẻ của Luyến sẵn sàng từ mặt rồi cướp tiền đánh đập Luyến sẽ phải trả giá ra sao? Kể cả con mụ Hường mặt hãm cho Luyến vay tiền tưởng là tốt tính kia nhưng có thực sự là người tốt hay là một con gì đầy những toan tính, lợi ích và xấu bụng như anh Lưu đã từng phán? Bát quái liệu rằng sau những gì đã gây ra từ việc trộm cướp đồng hồ thạch rồi tiền bà Tình báo hại chị Luyến, chị Hòa rồi Nga, hắn sẽ hoàn lương rồi được tha thứ hay sẽ bị công an tống cổ vào tù? Tình nghĩa gà tre bẩn tính tiểu nhân kia liệu đã hết vai hay sẽ quay trở lại tìm cách trả thù Luyến, Lưu rồi chị Hòa? Rồi người vợ mà Lưu hận suốt bao năm qua vì đã bỏ rơi bố con để ra đi vì cái nghèo liệu có xuất hiện quay trở về hay không? Và rồi cuối cùng là cái kết để người ta thấy dẫu sao cuộc đời vẫn đẹp. Đó chính là cặp đôi Bình Điền Long An. Điền vào chỗ trống khi Bình đã mang bầu thì Điền có sẵn sàng và mạnh mẽ để nhận trách nhiệm gánh vác và bắt đầu cho một tổ ấm hạnh phúc hay không? Lưu, Luyến có phải trải qua những biến cố gì nữa để tạo ra một cú hích đẩy sát cả hai người bên cạnh nhau? Có chăng đó chính là sự trở về của Sơn và người vợ cũ của Lưu sẽ hàn gắn thúc đẩy cả hai người kiên quyết đến bên nhau? Và rồi mối tình trong sáng của hai đứa trẻ Nga và Thạch sẽ được mẹ Hòa từ phản đối sang ủng hộ ra sao? Rồi chị Hòa có quay trở về đoàn tụ cùng gia đình hay không?